Hùng Dũng bị gãy cả xương mác lẫn xương chày. Tình hình rất phức tạp, các bác sĩ đang hội chẩn để tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, đội bóng đã cử một bác sĩ và một săn sóc viên ở cùng để chăm sóc Hùng Dũng. Các bác sĩ bảo Hùng Dũng sẽ được mổ để xếp sắp lại xương trước khi bó bột. Mong rằng mọi việc sẽ nhẹ nhàng và Hùng Dũng sớm trở lại sân cỏ. Chủ tịch công ty cổ phần thể thao TNT Nguyễn Quốc Hội thông báo như vậy về chấn thương ban đầu của Đỗ Hùng Dũng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ hai đội, ban lãnh đạo hai đội đều di chuyển về bệnh viện để động viên Hùng Dũng dù không ai được vào. Hùng Dũng cũng được chuyển đến bệnh viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng lên bàn mổ ngay khi mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Tính đến 23 giờ ngày 23 tháng 3, Hùng Dũng đã tỉnh táo và gặp mặt mọi người để có được tâm lý tốt hơn, hòng chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Một nguồn tin từ Hà Nội FC cho hay, lãnh đạo cao cấp nhất của Hà Nội FC đều có mặt. Chủ tịch tập đoàn Đỗ Quang Hiền yêu cầu dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho Đỗ Hùng Dũng. Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, điều kiện phẫu thuật và hồi phục tốt nhất. Ngay trong buổi tối cùng ngày, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã hỏi thăm Hùng Dũng và sẵn sàng cùng Hà Nội FC lo cho Hùng Dũng ở điều kiện cao nhất của một tuyển thủ quốc gia. Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đích thân tới tận bệnh viện để thăm hỏi Đỗ Hùng Dũng cùng với trợ lý Lê Huy Khoa, huấn luyện viên thủ môn Kim Hyo-tae và đề nghị các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam Choi Joo-jung vào thành phố Hồ Chí Minh để nắm bắt tình hình và hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Ngay sau khi Hùng Dũng bị chấn thương, lãnh đạo đội Hà Nội FC đã quyết định đưa vợ của Hùng Dũng vào thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc và động viên tinh thần chồng. Vợ của Hùng Dũng cũng đang làm việc trong công ty cổ phần thể thao TNT. Bác sĩ Phạm Văn Minh, người từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á với huấn luyện viên Park Hang-seo, nhận định Hùng Dũng bị gãy xương mác và xương chày tương tự như Luke Shaw của MU và nhiều cầu thủ khác ở Việt Nam. Với pha va chạm mạnh như vậy, tôi còn sợ tổn thương cả đầu gối với dây chằng và sụn. Nếu chỉ gãy xương thôi thì phẫu thuật rồi tập luyện phục hồi đúng là trở lại với bóng đá được thôi. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho Hùng Dũng và cho cả bóng đá Việt Nam mình. Theo thông tin từ Hà Nội FC, Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật ngay sau khi hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.